Những năm gần đây trong sản xuất nông nghiệp, chúng ta thường nghe khái niệm về ghép và việc ghép. Thế ghép là gì? Ghép là quy trình công nghệ tiên tiến được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp nhằm đạt được năng suất cao, chất lượng tốt và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ở Việt Nam, ghép được áp dụng từ năm 2008, khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, gọi tắt là việc ghép. Cho đến nay, đã có nhiều sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận việc ghép, và việc ghép đã trở nên quen thuộc đối với người sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Nam nghĩa là phải thực hiện theo những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn đối với các tổ chức cá nhân sản xuất trong chăn nuôi, trồng trọt nhằm bảo đảm cho vật nuôi cây trồng được nuôi dưỡng, chăm sóc đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm phúc lợi xã hội, sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm khi cần thiết. Việc ghép là những quy định thực hành theo quy chuẩn, có kiểm soát một cách có hệ thống, bao gồm các quy định về quản lý giống, nguồn nước, sử dụng thuốc, hóa chất, thức ăn nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Địa điểm trại chăn nuôi phải cách xa các khu vực công cộng, cách xa các nguồn gây ô nhiễm, tuy nhiên là phải thuận lợi về đường giao thông, thuận lợi cho quá trình là vận chuyển sữa. Và đối với địa điểm thì cái việc đủ diện tích để chăn nuôi cũng như là có diện tích về phát triển đồng cỏ thuận lợi cho cái hoạt động chăn nuôi bò sữa. Về thiết kế bố trí chuồng trại thì có các cái khu vực riêng biệt xung quanh chuồng trại, phải có hàng rào bảo vệ ngăn cách với các khu vực bên ngoài, là cái hạn chế cái nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh cũng như là hạn chế người ra vào có thể ảnh hưởng đến cái quá trình chăn nuôi. Các khu vực sản xuất trong trang trại thì tách biệt nhau, bao gồm là khu hành chính, rồi khu chăn nuôi bò thì có các cái dãy chuồng, các khu vực riêng biệt như là bò khai thác sữa, rồi bò cạn sữa hay là bò bê theo mẹ, rồi các cái công trình phụ khác như là nhà kho, rồi khu vực chế biến thức ăn, rồi khu vực xử lý chất thải, vân vân, khu nhà nghỉ công nhân. Đối với thiết kế bố trí chuồng trại thì đạt theo các tiêu chuẩn nền cái khu vực chuồng trại thì phải bằng phẳng, chắc chắn, đảm bảo cái độ dốc để mà thoát nước, tránh cái tình trạng là bò đứng lâu thì sẽ bị viêm móng, viêm khớp, vân vân. Rồi về diện tích chăn nuôi thì đảm bảo cái mật độ nuôi, diện tích nuôi cho từng con tối thiểu là từ 3 đến 5 mét vuông cho một con. Giống bò nuôi bò sữa phải có nguồn gốc rõ ràng, xuất phát từ các cái cơ sở an toàn dịch, các cơ sở chuyên về giống bò sữa. Mỗi con sẽ có cái lý lịch riêng, theo dõi từ ông bà, giống ông bà, rồi số tai từng con, rồi cái lịch tiêm phòng cũng như là cái quy trình kiểm soát dịch bệnh và cái theo dõi cái năng suất sữa riêng cho từng con. Thì đối với quản lý đàn bò thì mỗi con bò sẽ có cái lý lịch riêng và theo dõi cụ thể cái thời gian tiêm phòng, thời gian kiểm tra, giám sát các cái bệnh như là sảy thai truyền nhiễm hay lao, hay là theo dõi cái ký sinh trùng đường máu, bởi vì những cái yếu tố bệnh tật này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Đối với trang thiết bị trong chuồng thì đối với trang trại này thì chúng ta thấy cái hệ thống cào phân tự động, thì mỗi ngày cái hệ thống cào phân này sẽ chạy 3 lần và sau đó là các cái chất thải rắn, phân hay là cỏ sẽ được cào và thu gom, và sau đó ở cuối mỗi dãy trại sẽ có cái máy ép phân để lấy lại cái chất lỏng và còn lại các cái chất thải rắn thì sẽ được vớt lên và đem vào xử lý. Đối với hệ thống làm mát tự động thì với mục đích là giải nhiệt cho bò trong cái quá trình là nhiệt độ môi trường cao hơn nhiệt độ của cơ thể bò và tạo cái cảm giác thoải mái khi cho bò ăn. Thì với cái nguyên tắc là phun bếp, mà hệ thống phun bếp tự động tức là nhỏ giọt, làm cho cái độ mát nó đều phân bố đều trên da và giúp cho cái quá trình là thoát hơi nước, bốc hơi nước trên da bò, tạo cho bò cái cảm giác thoải mái và sẽ sử dụng ăn thức ăn được nhiều hơn. Đối với thức ăn của bò sữa thì có 3 nhóm thức ăn,
Thứ nhất là thức ăn tinh, thứ hai là thức ăn thô xanh và thứ ba là thức ăn bổ sung. Đối với lại thức ăn thô xanh thì chủ yếu là cỏ voi. Như chúng ta thấy ở đây thì các cái nguyên liệu cỏ voi được trồng tại cái khu vực trại luôn, tại tự sản xuất. Và cỏ voi này thì trồng từ 40 đến 50 ngày và sau đó được cắt hàng ngày. Và đây là cái khu vực là băm cỏ nhuyễn ra để cho bò ăn. Thì đối với cái thức ăn thô xanh như thế này thì cái yếu tố mà chúng ta cần giám sát đó là cái dư lượng thuốc trừ sâu nếu trong cái quá trình mà trồng cỏ chúng ta có sử dụng. Và thứ hai là các cái yếu tố về kim loại nặng đối với cái vùng đất trồng cỏ, nếu có thì nó sẽ có tồn dư trong cỏ, và khi chúng ta sử dụng thức ăn này cho bò sữa thì có thể ảnh hưởng đến chất lượng của sữa. Và do đó là chúng ta sẽ cần cái kiểm soát, giám sát các cái chỉ tiêu về tồn dư, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong cỏ. Và cái thứ hai là cái hàm lượng kim loại nặng có thể có trong cỏ và làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của sữa tươi. Đối với thức ăn tinh thì bao gồm các cái nguyên liệu như là cám hỗn hợp, bã đậu nành hay là bột bắp nghiền. Ngoài ra thì có thể sử dụng thêm các cái chế phẩm bổ sung khác có khoáng, vitamin. Và trong cái quá trình mà tạo cái khẩu phần dinh dưỡng riêng cho từng đối tượng bò thì chúng ta sẽ có cái giai đoạn là phối trộn. Đối với các cái thức ăn với hàm lượng rất là nhỏ thì sẽ trộn vào các cái nguyên liệu chính như là cám hay là bắp, đậu nành, trộn các cái thức ăn bổ sung vào và sau đó là trộn đều với cái lượng khẩu phần đủ cho từng con. Đối với kho chứa các thức ăn tinh hay thức ăn bổ sung thì yêu cầu là phải có cái kho kính nhưng thoáng và đảm bảo được cái nhiệt độ bảo quản. Thì chúng ta cần lưu ý cái thời gian bảo quản đối với các cái loại thức ăn này, và nhập xuất sử dụng hàng ngày thì thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của trại mà chúng ta có cái kế hoạch nhập xuất cho phù hợp. Tránh bảo quản quá lâu trong kho thì có thể ảnh hưởng đến chất lượng của thức ăn. Đối với thức ăn tinh thì các cái yếu tố mà chúng ta cần kiểm soát về chất lượng cũng như là các chỉ tiêu về đảm bảo cho cái chế độ ăn của bò sữa như là các chỉ tiêu về vi sinh vật, các chỉ tiêu về hóa chất, kim loại nặng, nấm mốc. Thì bởi vì chính các cái yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của thức ăn và từ đó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng sữa tươi. Đối với việc sử dụng kháng sinh hay là các hóa chất trong cái quá trình mà trộn thức ăn cho cái việc là phòng cũng như là trị bệnh đối với bò sữa thì chúng ta là hết sức quan tâm và lưu ý chỉ sử dụng những cái kháng sinh hay là hóa chất được phép sử dụng trong chăn nuôi và cụ thể là đối với bò sữa, bởi vì các cái hóa chất này cũng ảnh hưởng cụ thể và trực tiếp đến chất lượng sữa tươi. Và như vậy thì trong quá trình điều trị thì đối với việc mà sử dụng kháng sinh thì chúng ta phải tuân thủ theo cái liệu trình là ngưng thuốc và sau đó thì mới sử dụng cái nguồn sữa đó làm cái thực phẩm. Đối với khu vực vắt sữa, đây là một trong những cái khu vực là cần cái mức độ vệ sinh an toàn là tuyệt đối. Thì đối với khu vực vắt sữa thì được chia tách biệt làm các cái khu vực khác nhau. Ví dụ như từ cái đầu tiên là cái địa điểm của khu vực vắt sữa là phải cách xa hoàn toàn với lại cái khu chuồng nuôi, và từ cái khu chuồng nuôi thì sẽ có cái đường dẫn cho bò đi vào khu vực vắt sữa, và ở đầu khu vực vắt sữa thì sẽ có cái khu vực là làm mát cho bò vệ sinh, và bò sẽ được làm mát trong khoảng thời gian là 45 phút và sau đó là đưa vào cái khu vực vắt sữa với cái hệ thống thanh ngang và riêng cho từng con. Và đối với mỗi con thì cái quy trình vệ sinh đầu tiên khi vắt sữa thì sẽ là lau bầu vú, rồi sau đó là xem xét các cái hệ thống thu vắt sữa, tất cả phải được vệ sinh tuyệt đối, và sau đó là cái quá trình vắt sữa. Thì đối với sữa tươi nguyên liệu thì đây là một cái môi trường để vi sinh vật phát triển rất tốt, do đó kiểm soát tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng sữa tươi ngay từ ban đầu, đó là ngay từ cái khâu vắt sữa. Đối với bò mà trong quá trình điều trị có các bệnh truyền nhiễm hay là viêm vú, có điều trị kháng sinh thì tuyệt đối là không được sử dụng cái sữa vắt này làm thực phẩm.
Được biết cái trang trại nuôi bò theo công nghệ cao của anh ở đây cũng đã được áp dụng và được công nhận là theo quy trình việt ghép, thì anh có thể đánh giá cái hiệu quả của từ khi mà áp dụng cái việt ghép vào cái trang trại mình như thế nào? Công ty đã bắt đầu xây dựng các quy chuẩn theo hướng việt ghép từ đầu năm 2018, và đến tháng 6 năm 2018 thì công ty đã được thẩm định và được chứng nhận và được cấp cho cấp giấy chứng nhận việt ghép. Thì về vấn đề ứng dụng việt ghép ở tại đây á, thì ban đầu khá là suôn sẻ, bởi vì ngay từ ban đầu chúng tôi đã đầu tư theo hướng là công nghệ cao, cho nên là tất cả những cái tiêu chuẩn mà việt ghép đưa ra thì nó hoàn toàn tương thích với cái định hướng là nông nghiệp công nghệ cao. Cho nên khi chúng tôi đầu tư máy móc thiết bị cũng như huấn luyện đào tạo con người theo hướng đó rồi, thì việt ghép nó chính là cái mảnh ghép cuối cùng để chúng tôi có thể là xuyên suốt và gắn kết tất cả những cái đầu tư về máy móc thiết bị, về con người và về con giống, để từ đó ra được một cái sản phẩm tốt hơn cho cái trang trại này. Dự án này sẽ được phát triển theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là 1.500 con bò sữa và có thể cung cấp là 3 triệu lít sữa cho một năm. Và sang đến giai đoạn 2 thì chúng tôi phát triển là 3.500 con bò, trong đó thì có 1.700 con bò giác sữa và có thể cung cấp 8 triệu lít sữa một năm, sữa nguyên liệu, sữa tươi. Thì theo cái tiến độ dự án á, thì đến năm 2025 thì chúng tôi sẽ hoàn chỉnh cái giai đoạn 1 và chúng tôi bắt đầu chuyển sang giai đoạn 2. Còn nếu như thị trường mà cảm thấy có gì đó thuận lợi thì chúng tôi sẽ đẩy nhanh cái tiến độ tăng đàn lên để mà đẩy nhanh hoàn thiện giai đoạn 1 để chuyển sang giai đoạn 2 ngay lập tức. Yeah. Ngoài những cái phát triển đàn ra thì cái dự kiến trong tương lai của mình ở cái trang trại của công ty này thì anh có những cái kế hoạch hoạch định như thế nào để mà phát triển cái công ty mình ạ? Kế hoạch nó khá là đơn giản, bởi vì khi chúng tôi xây dựng dự án thì dự án như thế nào chúng ta sẽ cố gắng để mà phát triển theo cái hướng của dự án, mà làm thế nào để tất cả tiêu chuẩn trong dự án chúng ta đưa ra, những mục tiêu ban đầu chúng ta phải đạt được. Tuy nhiên nó cũng có một cái mới, tức là hiện nay thì chúng tôi được sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, là chúng tôi mạnh dạn đưa cái chương trình việt ghép vào trong chăn nuôi, vào trong cái trang trại này. Cho nên cái định hướng sắp tới là chúng tôi đã có giấy chứng nhận rồi, thì làm thế nào để chúng ta tuân thủ và làm hoàn thiện hết tất cả những quy trình trong cái việc ghép, để từ đó cái việc ghép của chúng ta, của cái trại này, nó là việc ghép thực sự chứ không phải là việc ghép mang tính chất là hình thức. Thì đó là cái mục tiêu mà chúng tôi sẽ đặt ra. Đương nhiên là vấn đề thực hành việc ghép á, nói hết sức đơn giản, tuy nhiên để làm cho nó đúng và đồng thời đảm bảo được cái sự thực hành nó luôn luôn tuân thủ và giữ được thời gian lâu dài, đó là vấn đề hết sức khó, nó đòi hỏi về sự quyết tâm rất cao. Ngoài ra thì đòi hỏi tất cả các công nhân ở tại trang trại cũng phải tuân thủ, chứ không phải riêng về chúng ta đưa ra những cái quy trình rồi từ đó chúng ta coi như là chúng ta đã có được việc ghép. Như anh đã nói thì đây là những kết quả bước đầu mình đã đạt được. Như vậy thì hiện nay là về mặt chính sách của nhà nước thì có được ưu đãi gì không, và trên cơ sở đó thì anh có những cái đề xuất gì hay không ạ? Cái vấn đề chúng ta nói về việc ghép á, thì chúng ta phải hiểu rằng việc ghép nó mang lại lợi ích trực tiếp cho người làm về nông nghiệp, có trồng trọt và chăn nuôi. Còn hiện nay chúng ta làm việc ghép theo cái hướng là nó giống như sự khuyến khích và nó mang tính chất là hỗ trợ là chính. Thì đương nhiên việc ghép cũng có những sự hỗ trợ, nhưng nếu mà đối với doanh nghiệp người ta thấy được cái quyền lợi thiết thực thì những cái gói hỗ trợ đó nó cũng tốt, nhưng nó không phải là cái điều tiên quyết. Còn đối với nông dân tương đối là cần những cái gói hỗ trợ, ví dụ hiện nay là có sự hỗ trợ về vấn đề thẩm định, rồi có cái sự hỗ trợ về một số cái đầu tư mà đổi mới công nghệ cũng như là về cái kiến thiết xây dựng là chuồng trại. Tuy nhiên cái khó khăn của việc ghép chính là bản thân cái người xin đăng ký việc ghép phải tự bỏ tiền ra trước, sau khi hoàn thiện xong, thẩm định xong rồi bắt đầu mới làm cái công tác quyết toán. Thì đối với doanh nghiệp thì nó không có vấn đề gì, nhưng tôi nghĩ rằng đối với những cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ thì đó là cả một cái vấn đề. Xin cảm ơn anh đã chia sẻ những cái thông tin rất là quý báu đến với bà con nông dân ạ.